công ty điều hành bên công ty Audio Hành Nhân. Với một đội bài tên là em Quân tại Mỹ Hào Viên lắp một bộ hát cho các âm thanh chuyên nghiệp và được rất nhiều các anh chị, các em đã ủng hộ và Hành Nguyễn và một đội một bữa cơm rất thân mật của em Quân đã dành cho anh Nguyễn Thành Trung, là chị Nguyễn. Đây là một cái không khí hết sức ấm áp thân thương. Đừng đôi đi không ba buồn tròn. Tìm đâu một lối cho riêng mình. Thôi cành chậm chậm đậm đẹp và Hải Dương nhìn nàng là... một đẻ mà đi, một đẻ mà đi. Người ơi, yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng chân. Rất vui và rất đầm ấm. Tình yêu không phải như thơ, một lúc đều chẳng đôi trọn tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, và đôi chân không muốn xa rời. Bình minh vừa hé bước chân trời, giờ tôi luôn để hẹn hào, vương tươi vẫy chào biệt ly. Mời giám đốc phải phát lên mạng đi nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đầm ấm của em Quân dành tặng cho anh em Thanh Nguyễn, cho những người làm audio nói chung và Thanh Nguyễn nói riêng. Giọt chia tay lần cuối gượng gượng, mà nghe tim đơn đau xa rời. Tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn hẹn lời. Trời ơi, ai thấy trong lòng tôi, đường em đi lúa bấm rất thật vời. Đường tôi đi phong ba và rất ý nghĩa cho anh em làm alo. Một không khí đầm ấm, tìm đâu một lối cho đôi mình. Chưa được chặt chẽ, tình yêu chậm chậm đẹp bạc. Thì thông qua là cái nhà, nuốt về mà đi, nuốt về mà đi. Người ơi, tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành, và tình yêu không phải như thơ. Một lúc đều chặt chẽ đôi quả. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, và đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lệ hẹn hò, vương tươi vẫy chào biệt ly. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, và đôi chân không muốn xa rời người.
bình minh vừa hé bước chân trời, giờ tôi nước đèn đèn nào gượng cười vẫy chào biệt ly. Quá tuyệt vời luôn, cảm ơn ca sĩ rất nhiều. Cảm ơn em.